Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tìm Được Không. Để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi, quý vị và các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chim chuông bên cạnh. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những thông tin thú vị và bổ ích từ kênh của chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay nhé. Đằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa công nương Diana và thái tử Charlie. Cựu đầu bếp hoàng gia Anh Darren McGrady mới đây đã tiết lộ một sự thật ít ai biết về cuộc hôn nhân vốn được cho là đẫm nước mắt giữa công nương Diana và thái tử Charlie. Mối tình tay ba giữa công nương Diana, thái tử Charlie và công nương Camilla vẫn luôn thu hút sự chú ý và quan tâm của người dân Anh. Trong đó, không ít người đến nay vẫn còn bày tỏ thái độ thương xót đối với vị công nương hồng nhan bạc phận Diana vì cho rằng bà đã luôn bất hạnh trong cuộc hôn nhân với chồng. Tuy nhiên, cựu đầu bếp Darren McGrady, người từng phục vụ nữ hoàng Anh Elizabeth suốt 11 năm trước khi được chuyển đến chăm sóc công nương quá cố Diana tại cung điện Kensington, đã tiết lộ một sự thật ít ai biết đằng sau cuộc hôn nhân trên, khẳng định mọi tuyên bố về việc công nương Diana và thái tử Charlie chưa từng hạnh phúc là sai lầm. Chia sẻ với Insider, ông McGrady phát biểu: "Tôi đã thấy hai người họ khi họ khiêu vũ tại Glewlysbore ở Balmoral. Thái tử Charlie làm DJ, còn công nương Diana diện bộ váy xã hội cực lộng lẫy. Bà ấy nhảy múa xung quanh chồng và thái tử Charlie đã vui tới mức bật cười thành tiếng. Niềm hạnh phúc là thứ các bạn không thể che giấu. Đừng nói rằng họ chưa từng yêu nhau. Lẽ ra họ nên ghi lại khoảnh khắc này như vậy hơn." Được biết, công nương Diana cũng từng nói về tình cảm của mình dành cho thái tử Charlie trong bộ phim tài liệu của National Geographic Diana in Her Own World. Trong đó, bộ phim công bố các đoạn băng ghi âm lời kể của công nương về cuộc sống trong hoàng gia Anh. Bà chia sẻ về ngày cưới của mình: "Tôi yêu chồng mình tới mức không thể rời mắt khỏi ông ấy." Tuy nhiên, ở một đoạn ghi âm khác, bà lại gọi ngày kết hôn là ngày tồi tệ nhất cuộc đời và cảm thấy mình như một con cừu chờ bị giết thịt. Công nương tâm sự: "Tôi không nghĩ là mình từng hạnh phúc. Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ trì hoãn hay hủy đám cưới, nhưng thật lòng, đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi." Điều này đã cho thấy mối quan hệ của công nương và chồng không mấy tốt đẹp. Như nhiều người đã biết, cuộc hôn nhân giữa công nương Diana và thái tử Charlie kéo dài không lâu. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 1981, nhưng tới năm 1984, vào thời điểm công nương xứ Wales mang thai hoàng tử Harry, cặp đôi mâu thuẫn tới mức bà từ chối cho chồng biết giới tính của con. Cuối cùng, khi hoàng tử Harry ra đời, thái tử Charlie đã tỏ rõ thái độ thất vọng bởi ông luôn muốn có một cô con gái. Chưa hết, người con thứ hai còn mang màu tóc đỏ, di truyền từ dòng họ Spencer của công nương Diana, càng khiến ông cảm thấy chán nản hơn. Cuốn tiểu sử về công nương Diana cho rằng đây chính là thời khắc cuộc hôn nhân của họ bị giết chết.